Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ lấy lại mật khẩu Facebook khi mà các bạn bị quên. Khi mà các bạn sử dụng Facebook mà chúng ta bị quên mật khẩu thì các bạn làm thế nào để chúng ta có thể là lấy lại được tài khoản Facebook cũng như là mật khẩu của chúng ta? Bởi vì là khi mà chúng ta đăng nhập tài khoản Facebook thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì các bạn không thể nào đăng xuất và cũng như là không thể nào đăng nhập ở trên một thiết bị khác, bởi vì chúng ta quên mật khẩu thì các bạn sẽ không thể nào mà đăng nhập được. Vậy thì làm thế nào để các bạn có thể là lấy lại được mật khẩu Facebook đã quên? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ lấy lại mật khẩu Facebook đã quên nha. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở cái ứng dụng Facebook còn đăng nhập ở trên máy điện thoại của các bạn, và các bạn sẽ chọn là phần cài đặt và quyền riêng tư. Các bạn sẽ chọn là mục là cài đặt cho mình. Tiếp theo thì trong cái phần là trung tâm tài khoản, các bạn chọn cho mình một phần đó là mật khẩu và bảo mật. Ở trong phần mật khẩu và bảo mật này, các bạn chọn tiếp vào phần mật khẩu và bảo mật một lần nữa. Ở đây nó sẽ có cái mục đó là đổi mật khẩu, các bạn chọn là phần là đổi mật khẩu. Và các bạn sẽ lựa chọn cái tài khoản Facebook mà các bạn muốn đổi mật khẩu. Ở đây thì các bạn có thể là nhập mật khẩu hiện tại và nhập mật khẩu mới vào. Đương nhiên là chúng ta đã quên mật khẩu hiện tại cho nên là chúng ta sẽ không sử dụng cái cách này được. Và các bạn bấm cho mình vào cái mục đó là bạn quên mật khẩu ư. Này thì các bạn sẽ có những cái cách thức đăng nhập. Ví dụ như là Facebook sẽ gửi cho bạn những cái mã thông qua những cái số điện thoại vào cái tài khoản WhatsApp của bạn. Ở đây thì mình không dùng cái mạng xã hội là WhatsApp cho nên là mình sẽ lựa chọn là gửi qua email, hoặc là các bạn có thể là gửi qua mã Facebook đăng nhập ở trên một thiết bị khác, hoặc là gửi qua số điện thoại. Đó, thì mình có thể là gửi qua địa chỉ email nha. Mình chọn là phần là để gửi qua địa chỉ email và mình chọn là phần là tiếp tục. Rồi, bây giờ thì Facebook sẽ gửi cho mình một cái mã số về cái địa chỉ email của mình. Và lúc này thì mình sẽ tiến hành là vào mở mail lên và mình sẽ nhập cái mã số này vào. Rồi, sau đó các bạn nhấn vào phần tiếp tục. Rồi, đến cái bước này thì các bạn sẽ nhập một cái mật khẩu mới vào. Sau khi mà các bạn đã nhập mật khẩu mới vào, các bạn nhấn vào phần là tiếp tục. Rồi, như vậy là các bạn đã đổi được cái mật khẩu Facebook thành công. Và bây giờ thì các bạn có thể là tiến hành là đăng nhập và cũng như là sử dụng ở trên các thiết bị khác hoàn toàn bình thường.